đại diện tiết lộ lý do thực sự khiến huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay VFF. Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc mới đây, người đại diện đã tiết lộ lý do thực sự khiến huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trên tờ Chosun của Hàn Quốc mới đây, người đại diện Lee Jong-jun đã tiết lộ lý do thực sự khiến ông Park chia tay Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có tuổi, ông Park muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Tất cả mọi người có thể thấy áp lực mà ông ấy phải chịu đựng trong nghề của mình thời gian qua, người đại diện của thầy Park nói. Đó là một quyết định khó khăn sau nhiều tháng suy nghĩ. Ông Park tin rằng quyết định nói trên là tốt nhất cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng bóng đá Việt Nam cần một huấn luyện viên mới, một kỷ nguyên mới, Lee Jong-jun tiết lộ thêm. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố vào cuối năm, thay vì bây giờ, các cầu thủ có thể sẽ bất mãn và đặt câu hỏi tại sao hợp đồng của ông ấy không được gia hạn. Điều đó nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của các cầu thủ Việt Nam tại AFF Cup. Huấn luyện viên Park cũng muốn thông báo chia tay sớm để VFF tìm được người mới thay thế, người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Được biết, sau khi chia tay bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo ấp ủ dự định mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và một số lĩnh vực khác, đồng thời sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, đồng thời cũng là đội tuyển Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng rất thành công với đội U23 Việt Nam khi giành hạng nhì U23 châu Á 2018, hạng tư ASEAN và hai huy chương vàng SEA Games. Nhà cầm quân 65 tuổi sẽ chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Dragan Skocic, người từng dẫn dắt đội tuyển Iran giành vé tham dự World Cup 2022, vừa ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Dragan Skocic tính đến nay đã có 17 năm làm công tác huấn luyện, có bằng Pro Du UEFA.